bọn anh đi Brazil đợt đấy bọn anh ngủ ở trong rừng Amazon. Đèo anh đang ngủ giữa rừng thì hướng dẫn viên họ đánh thức thì là hóa ra là báo tấn công. Người bản địa ấy là họ đã đánh nhau với con báo thì rồi bọn anh mới thoát được. Cho Không nên là... là đánh nhau với con báo luôn ấy à? Đúng rồi. Họ ngủ họ luôn cầm dao trong người. Cho nên là nhờ có họ mà bọn anh đã thoát được cái đấy. Cái trải nghiệm thứ hai chắc là ở Fiji đi thì cái lần đấy là anh với cả một cậu bạn người Canada bọn anh đi uh, lặn biển snorkeling em thuyền chở bọn anh ra giữa uh, giữa biển bọn anh thả bọn anh để bọn anh ngắm lặn ngắm san hô ở đấy thế nhưng mà lúc đấy là người ta chỉ bọn anh là phải đi bơi về hướng này thì cái cậu bạn người Canada cậu ấy nghe nhầm thế là bọn anh để bơi về hướng ngược lại à. theo bọn anh một thời gian sau bọn anh ngẩng mặt lên thì thấy cái thuyền rất xa bọn anh rồi và nó ra là sóng đã nó cuốn bọn anh ra rất xa lúc đấy là bọn anh có gọi thuyền cũng không ai thấy nghe thấy gì nữa lúc đấy là rất cuống nhưng mà về sau cũng phải bình tĩnh lại. là bọn anh cứ thế mà bọn anh bơi liên tục liên tục bơi về hướng thuyền nhưng mà càng ngày nó càng kéo anh ra xa. Ờ, người không có phao trên người chỉ có mỗi cái ống lặn của cả cái chân kịt thôi. Ừ. thế là bọn anh bơi suốt hai tiếng liền. 12 trên biển. Tiếng. Wow. Ờ, và may mắn sau là có cái thuyền đến cứu bọn anh. trải nghiệm thứ ba mà rất đang nhớ với anh là ở trên một hòn đảo đất nước uh, Tuvalu. anh có một thời gian 5 ngày anh ở trên một hòn đảo và hòn đảo đấy nó không có các phương tiện liên lạc tức là không có sóng điện thoại, tức là hoàn toàn cắt tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Và trên đảo chỉ có hai người sinh sống thôi và anh là khách du lịch thứ nhất. Thì trong những ngày đấy là những cái ngày anh thấy sống rất thảnh thơi. Hàng ngày anh đi cùng với các ông cụ để đi bắt cá, về ăn cá và đi hái rau ở trong vườn sau nhà với bà cụ. Ừ. Sau đấy ngồi nói chuyện với các ông bà hàng ngày. Mình thấy cuộc đời mình không có điện thoại mình vẫn sống rất vui vẻ.